Hey, mình đã trở lại cái bếp lò và mấy con chó. Hôm nay là một cái chặng đường đi nó rất là khủng khiếp. Tắm mưa sáng sớm dậy thật sớm, ngồi sửa ô cưng chưa phải chuẩn bị đồ lên đây. Nó mưa xối xả, nó mưa tầm tã, nó mưa mà muốn tay déo luôn á. Nó lạnh mà tay déo luôn mà. Lạnh vãi cả chó. Và mình đã đến ngôi nhà toàn là chó. Nguyên một bầy chó luôn. Lắc. Tí nữa tao cho tụi mày ăn thịt. Tập này mình sẽ nói về kiểu như thế nào là sống thanh thản. Thường thì mọi người đồng bào thường nghe là chết thanh thản, nhưng mà không, mình sống thanh thản thì cứ để cái tâm hồn mình nó tồng ngồng qua thôi. Mình thích gì làm đấy. Thì giống như kiểu mà đói ăn thôi chứ đâu cần phải đến giờ ăn làm gì. Có vẻ tắm mưa xong rồi sổ mũi rồi. Má, mưa đã là khủng khiếp quá. Má, vừa mưa vừa lạnh, giờ không biết là bao nhiêu độ mà cũng hơi run á. Hết khói rồi. Gì nữa mày? Hồi lúc trước mình có một thằng bạn mà lúc đó là nó lớn tuổi hơn mình. Nó lớn hơn mình 1 tuổi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại mình đã lớn hơn nó 2 tuổi. Lý do là nó chết rồi. Mình và nó thì cũng chơi với nhau cũng chắc cũng chừng hai mươi mấy năm thì cũng đoạn đó, cũng khoảng đó. Thì nhỏ thì bắn bi rồi chơi mấy trò chơi con nít năm mười trong tìm hồ này kia, vẫn ăn trộm nhãn khu đó. Nhà cái khu mình ở nhiều nhãn lắm, ăn trộm nhãn má bị rượt chạy chừng chết luôn. Thôi mà cái đoạn đó mình chỉ trả đến phút đó thôi, còn một số cái thì mình để dành cho những chỗ khác, có thể là mình sẽ không kể. Thì đến lúc mà nó đi quản lý một thời gian thì nó ở Sài Gòn đi học xong không biết làm cái giống quần què, mình cũng không để ý nữa. Rồi nó mở cái quán cà phê ở 13 Ba Cu Vũng Tàu. Cái quán cũng lạ. Cái quán là địa chỉ ở số 13 Ba Cu, bán ly cà phê 13.000 và hút gói Sài Gòn giấy 13.000. Có lẽ là nó không tin vào chuyện con số 13 và con số 44. Nhưng mà kể đi, miễn sao mình làm những điều mình thích mà nó không có hại với ai được rồi. Cũng hai lần nó mở quán thì mình cũng giúp nó. Nhưng đến lần thứ 3 thì mình lại suy nghĩ, không, tao không giúp mày lần này nữa. Rồi một ngày đẹp trời, con em nó nhắn tin. Thì thôi, có lẽ đến đó là hết. Nhưng mà mình nhìn thấy cái cuộc đời nó rất là thanh thản. Nó được làm những gì nó muốn, nó được làm những gì nó thích. Nó được sống với những gì nó nghĩ. Giống như con chó lạnh thì nó sẽ đứng gần cái bếp lò. Nằm xuống! Ngu lắm chó, đứng bên kia. Gì mày dơ? Nếu như một vài người họ biết mình thì sẽ nói, má sao cuộc đời này nó lông bông quá vậy, nó phiêu bạc quá vậy. Thằng trai 12 bến nước, bến nào cũng đục hết á. Thì thế thôi, hạnh phúc là một cái khoảng thời gian nào đó, một cái đoạn đường nào đó thôi. Nó giống như kiểu cái câu nói là hạnh phúc được góp nhặt trên những chặng đường lang thang mà không cần đích đến.
mình nghĩ được là đó là sự cố gắng. Còn cố gắng thì mình còn hạnh phúc. Và cũng không phải là mình cứ xách xe chạy vòng vòng gọi là lang thang đâu. Có thể lang thang trong tâm trí mình thôi. Đến thời điểm hiện tại thì mình thấy cũng khá ổn về mọi thứ, suy nghĩ, công việc và ngày rất là ổn. Và như con chó này nè, mày chơi mày đứng trước màn hình nha mày. Thì thực sự cuộc đời này nó ngắn lắm, cũng chẳng biết được là ngồi với nhau giây phút nào đâu. Không ai biết trước được ngày mai nó sẽ có chuyện gì xảy ra. Và hãy làm những gì khi còn có thể. Cứ ngồi với nhau, nói chuyện với nhau, nghe nhau nói, cười với nhau, có thể khóc cùng nhau cũng được, nghe nó sến quá ha. Nhưng mà thực sự nó là vậy. Để đến một ngày nào đó. Sao mày sủa chó? Để đến một ngày nào đó thì mỉm cười chào nhau cái thôi. Sáng mai sẽ là một ngày rất là thú vị đây. Và mình sẽ làm gì ta? Đi lấy củi, vào rừng đi kiếm củi về có khả năng đốt, đào một số cây nhỏ nhỏ, ví dụ cây dương sĩ, cây thông mini về trồng trong mấy cái chậu. Ngày mai tập sau các bạn sẽ coi những cái rất là thú vị, ví dụ như cái bếp gọi là cái bếp hoàng cầm mà hồi đó mình tân binh thì hình như chỉ được học sơ sơ, nhưng mà khi mà được học cái lớp từ đội trưởng và hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đó, thì sẽ được học chi tiết hơn về cái bếp đó và sẽ được sử dụng cái bếp đó. Giống như cái hồi mà mình đi mình kết thúc tốt nghiệp, gọi là tốt nghiệp cái khóa học cái lớp tiểu đội trưởng và hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, thì mình được hành quân dã ngoại về Hóc Môn. Má nó, mình đâu có được biên chế vào cái đội hậu cần đâu, mình được biên chế vào cái đội đội gì ta quên mẹ nó rồi, lâu lắm rồi, 14 năm mà không nhớ nổi. Và là mỗi lần mà qua ngã ba ngã tư gì á, mình phải đứng chốt chặn đó để lo cho đồng bọn đi qua một cách an toàn và xin đồng bào dừng xe lại cho đồng bọn mình đi qua. Hai tay. Nhưng mà đến lúc lên đến cái địa điểm tập kết thì nói chung là cũng có lội sông lội sình đồ này kia, đĩa đóm đồ nó đu đeo tùm lum cũng vui lắm. Chờ đi, những tập sau mình sẽ ôm những cái khúc đó. Và đến lúc đến địa điểm tập kết thì nấu ăn là bố tiền sư chúng nó nấu cái kiểu gì mà dưới thì khê mà trên thì sống mà ở giữa thì nhão, không ăn được chỗ nào. Rồi cuối cùng thôi tụi bay để tao nấu cho, tụi bay ra đào hầm giùm tao đi. Hồi đó mình học bên chuyên ngành công binh thì ăn suốt ngày làm hầm, mày học xong ra biên chế làm hầm thôi bỏ tay. Thế nha, tập này mình sẽ kết thúc ở đây. Gì mày, mày để tao nói coi chó. Thế nha, tập này mình sẽ kết thúc ở đây. Và ngày mai, tức là tập sau, sẽ có những điều khá thú vị. Gì đó. Mấy con chó đây nó nhìn ra ngoài rừng, nó sủa cái chú hiểu ngoài. Nhớ subscribe đâu ta? Nó trên cái màn hình, subscribe đây. Ở đây. Đang ở đâu thì đéo biết, nhưng đây. Đốt mà đốt. Nói về cái nói gì vậy ta? Từ tí nhớ rồi.